Còn đây là 11 cầu thủ sẽ đá chính của U23 Việt Nam, vẫn là thủ thành Bùi Tiến Dũng. Cùng với đó là các cầu thủ Phạm Xuân Mạnh số 2, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 6 Lương Xuân Trường, số 8 Phạm Đức Huy, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 11 Đỗ Duy Mạnh, số 14 Phan Văn Đức, số 17 Vũ Văn Thành, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 21 Trần Đình Trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo giữ nguyên đội hình đã đá trước U23 Iraq. Và rất may là chúng ta có thể thấy Duy Mạnh đã trở lại để kịp góp mặt trong hàng phòng ngự của chúng ta. Ông Felix Sanchez đã từng là một chuyên gia đào tạo trẻ của Barcelona. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chiến thắng trong những cuộc đấu trí với những huấn luyện viên hàng đầu tại giải đấu lần này, đã vượt qua Milicic của U23 Australia, đã đấu trí thành công trước Ghani Sahad của U23 Iraq và cũng đã vượt qua những thử thách rất lớn đến từ huấn luyện viên Alfas của Syria. Và hôm nay là một huấn luyện viên dạn dày kinh nghiệm trong khâu đào tạo trẻ, huấn luyện viên Felix Sanchez. U23 Qatar đến với giải đấu lần này với mục tiêu không gì khác ngoài danh hiệu vô địch. Họ được đầu tư rất mạnh và đây là lứa cầu thủ đã thi đấu với nhau nhiều năm nay và có rất nhiều cầu thủ đã vô địch giải U19 châu Á cách đây 4 năm. Công Phượng và Phan Văn Đức đã phối hợp với nhau rất tốt ở trận đấu gặp U23 Iraq. Trong hiệp 1 của trận bán kết này thì U23 Việt Nam của chúng ta sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Đường truyền của Xuân Trường. Chúng ta cùng chờ đợi một món quà bất ngờ nữa mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của mình dành cho đối thủ. Đối thủ rất mạnh ở trận đấu ngày hôm nay. Đội bóng Tây Á thứ 3 liên tiếp mà U23 Việt Nam phải đối mặt. Cơ hội cho chúng ta, cú đá của Quang Hải. Mặc dù đó không phải là một cú đá chính xác nhưng nó đang tiếp thêm sự tự tin với những phút đầu nhập cuộc, có thể sẽ mang đến những bất ngờ cho U23 Qatar. Bước vào trận đấu này thì U23 Việt Nam bất lợi hơn đối thủ của mình vì chúng ta được nghỉ ít hơn U23 Qatar một ngày. Hơn nữa chúng ta lại phải thi đấu trận tứ kết kéo dài tới hơn 120 phút. Cả hai hiệp phụ và cả loạt sút lần lưu hết sức căng thẳng. Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ U23 Qatar là rất tốt khi phần lớn đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo của Học viện Aspire. Tới chơi của U23 Qatar cũng rất khác Syria và Iraq. Rất hay! Đó là một trong những sự khác biệt của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Văn Thành đang là một trong 5 cầu thủ đã thi đấu tất cả các phút của chúng ta tại giải đấu lần này. 5 cầu thủ đã chơi trọn 390 phút tại giải U23 châu Á năm nay đến lúc này là thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, trung vệ Đình Trọng, hậu vệ Văn Thành và tiền vệ Xuân Trường. Không giống như Iraq, Qatar chơi bóng nhỏ và bóng sệt. Đúng vậy, dù đội bóng này cũng có thể hình phải nói là rất tốt, giống như những đội bóng Trung Đông khác. Đỗ Duy Mạnh, Xuân Trường. Chúng ta đang đá trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á 2018 với U23 Qatar. Trận bán kết thứ hai của giải đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa đương kim Á quân U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan. Đội bóng đã có một giải đấu rất hay cho tới lúc này. Akram Afif, một trong hai cầu thủ của U23 Qatar đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ và là một trong hai ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía U23 Qatar cùng với tiền đạo số 19 Anmoes Ali, vừa đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu năm nay với 5 pha lập công. Trước khi bước vào trận đấu này lại là một pha cắt bóng rất hay nữa của Văn Thanh. Nỗ lực của Xuân Mạnh.
rất khó chịu. Đó là một trong những pha xử lý sở trường của cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, Almoez Ali. Ở trận tứ kết gặp U23 Palestine, chính Almoez Ali lập một cú đúp cho U23 Qatar với những pha ghi bàn đẳng cấp, đặc biệt là bàn mở tỷ số với một pha chạm bóng nhạy cảm. Cầu thủ sẽ đá phạt góc là đội trưởng Dujane. Cú đấm bóng tốt của Bùi Tiến Dũng, Công Phượng. Công Phượng định vượt qua cầu thủ đối phương. Bắt đầu từ trận đấu thắng trước U23 Trung Quốc, đội chủ nhà, thì huấn luyện viên Felix Sanchez đã giữ nguyên đội hình và không thay đổi kể từ trận đấu đó đến trận đấu này. Trung vệ của đội bạn đang bị đau ở trên sân, Bassam Al-Rawi. Cách thức mà cao thủ U23 Qatar tổ chức tấn công về phía khung thành của Bùi Tiến Dũng có lẽ cũng giống như những dự liệu của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự. Đây là lần thứ hai giải đấu năm nay U23 Việt Nam thi đấu vào lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu thứ hai vòng bảng, chúng ta đã gặp U23 Australia cũng thi đấu vào giờ này và giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đường chuyền về của Phạm Xuân Mạnh, Đinh Trọng, Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng là cầu thủ thực hiện quả penalty quyết định trong loạt sút luân lưu trước đối thủ U23 Iraq ở trận tứ kết. Các cầu thủ của chúng ta đều thực hiện rất tốt cả 5 lượt sút của mình và đều thành công. Và Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ đã tự nguyện xin được tham gia vào loạt đấu súng đó. Trong những tình huống như thế này thì U23 Qatar thường cố gắng phối hợp bóng nhỏ bên phần sân nhà. Và khi có điều kiện, họ sẽ phát những đường chuyền dài như thế này lên cho Ali. Một công thức khá quen thuộc. Ít nhất thì tiền đạo mang số 19 Almoez Ali đã hai lần ghi bàn từ những pha bóng như vậy. Xuân Trường giữ bóng cực kỳ tỉnh táo. Trong thế trận mà chúng ta có được thì vai trò cầm nhịp của Xuân Trường là rất lớn. Công Phượng. Đó là một tình huống xử lý đầy sức mạnh của trung vệ Bassam. Rất hay. Pha xử lý mang đến sự chắc chắn của Xuân Mạnh. U23 Qatar có rất nhiều lợi thế khi bước vào cuộc đối đầu này, bởi đây là trận đấu thứ 5 của họ diễn ra trên sân vận động ở Thường Châu. Họ không phải di chuyển và quá quen với mặt sân ở đây, trong khi ngày hôm qua thì chúng ta chỉ tập được 60 phút trên sân vận động này, buổi tập duy nhất. Al-Muhaza. U23 Việt Nam đang nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ. Hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đưa ra sân với đội hình chơi với sơ đồ 5-4-1. Đó là pha cản phá của Duy Mạnh, Xuân Mạnh. Akram Afif, cầu thủ này cũng đã có một bàn thắng ở giải đấu năm nay. Nếu như U23 Việt Nam đã có 4 cầu thủ lập công thì cầu thủ Qatar dường như đang phụ thuộc rất nhiều vào khả năng ghi bàn của Almoez Ali.
Vừa rồi là pha cắt bóng rất hay của Xuân Trường. Văn Thanh. Đường truyền của Xuân Trường. Vẫn còn. Bóng đã chạm tay của Công Phượng mất rồi. Công Phượng đã bị đau. Nếu như không đưa tay lên để che mặt thì chắc chắn là vừa rồi Công Phượng còn bị đau hơn nữa. Và đó là một tình huống xử lý khôn ngoan của tiền đạo mang số 10. Một phản xạ rất nhanh. Hashimadibo. Đây là một trong hai tiền vệ trung tâm của U23 Qatar cùng với đội trưởng Nuzande. Anarawi. Akram Afif. Một pha phối hợp trung lộ của các cầu thủ Qatar. Trọng tài đã thổi phạt Trần Đình Trọng. Đội bạn được hưởng một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Đây là một vị trí phạm lỗi mà huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên yêu cầu các học trò cần phải hạn chế. Một mình Anmoes Ali đã ghi tới 5 bàn cho U23 Qatar. Hàng phòng ngự cũng như thủ môn Bùi Tiến Dũng của chúng ta đang phải đứng trước một thử thách rất khó khăn. Hassan là một trong những cầu thủ đứng trước bóng. Không vào. Qua được hàng rào. Pha xử lý của cầu thủ U23 Qatar là tương đối linh hoạt. Người đã thực hiện quả đá phạt không thành công là Albrecht. Albrecht đá vị trí hậu vệ trái nhưng cũng có khả năng dâng cao và tham gia hiệu quả vào những tình huống tấn công biên. Hashimadibo. Chúng ta đang chơi phòng ngự phản công. Và lên bóng bên cánh phải của các cầu thủ Qatar. Cú sút nhanh của đội trưởng Nuzade. Và áp sát của các hậu vệ chúng ta phần nào khiến cho Nuzade không thể có được một cú volley như ý. Có thể thấy là các cầu thủ U23 Qatar tin tưởng rất nhiều vào khả năng xử lý của Anmoes Ali. Vừa rồi là một tình huống làm tường tốt của tiền đạo áo số 19. Đúng là ngày hôm nay chúng ta phải thích nghi với một đội bóng có lối tấn công khác hẳn như đối thủ trước. Hashimadibo. U23 Qatar mang đến giải đấu này đội hình rất trẻ, với tuổi trung bình chưa đến 20. Một pha va chạm khiến cầu thủ hai đội đều bị đau. Cầu thủ của chúng ta đó là hậu vệ cánh phải Phạm Xuân Mạnh. Còn người bị đau bên phía Qatar là Albrecht. Dù mang tới giải U23 châu Á đội hình rất trẻ, nhiều cầu thủ dưới 20 tuổi, nhưng cũng đã U23 Qatar đang sở hữu rất nhiều cầu thủ là những trụ cột của đội tuyển quốc gia Qatar. Và đây là lứa cầu thủ được coi là thế hệ vàng của bóng đá Qatar để hướng đến World Cup 2022 tổ chức ở Qatar. Họ được coi là lứa cầu thủ được chờ đợi vì đã vô địch giải U19 châu Á năm 2014. Và gần như toàn bộ những cầu thủ đã vô địch giải đấu đó đều góp mặt ở giải đấu lần này. Nói như thế để thấy rằng là thử thách dành cho U23 Việt Nam ngày hôm nay là vô cùng lớn.
Và quả thực đến lúc này thì đội bạn có lối tiếp cận và cách thức tấn công tương đối đa dạng, đặc biệt là những pha xử lý cá nhân của mỗi cầu thủ đều được thực hiện rất bài bản. Rất khôn ngoan, Xuân Trường luôn cực kỳ tỉnh táo trong những pha xử lý như vậy. Anh luôn đọc được ý đồ của đối phương. Đây sẽ lại là một trận đấu thử thách sự bền bỉ nơi hàng phòng ngự của chúng ta. Pha chạm bóng bằng đầu chính xác của Văn Thanh, nhưng ngay lập tức thì đã có sự áp sát của Haji. Sẽ là một thử thách cho sự bền bỉ của hàng phòng ngự của chúng ta. Nhưng chắc chắn là nó sẽ rất khác so với khi U23 Việt Nam đối đầu với đối thủ Syria hoặc U23 Iraq. Bởi Qatar là một đội bóng chơi có kỹ thuật khéo léo và có lối chơi đa dạng hơn rất nhiều so với hai đối thủ Tây Á mà chúng ta đã từng đối đầu. Sẽ là những phương án phòng ngự phải nói là rất khác so với những đối thủ chúng ta đã từng gặp. Và cách thức chúng ta chơi đến lúc này vẫn là phòng ngự khu vực. Phòng ngự khu vực và vẫn là một công thức, khi người này băng ra thì sẽ ngay lập tức có một người lót ở phía sau. Công thức đó đã giúp cho Tiến Dũng hóa giải được cú tạt bóng sau khi hậu vệ biên của chúng ta đã bị vượt qua. Amos Ali đã không thể vượt qua được trung vệ Bùi Tiến Dũng ở tình huống vừa rồi. Xuân Trường, Xuân Mạnh, Công Phương, Xuân Trường, Đức Huy, Xuân Trường, Phan Văn Đức phối hợp rất nhịp nhàng, đường truyền cho Công Phương. Trọng tài đã thổi phạt việt vị. Đó chính là cách chơi của chúng ta, kiên trì bền bỉ phòng ngự và khi cần thì chúng ta lên bóng cũng rất nhịp nhàng, uyển chuyển chứ không hề vội vàng. Tôi nghĩ trợ lý trọng tài đã sai lầm ở tình huống này. Công Phượng chưa việt vị. Anhairi, Asimaribo, và xử lý không thành công của một cầu thủ cũng rất kỹ thuật bên phía đội bạn. Đó là Hassan Afif. Akram Afif thậm chí còn có nhiều kinh nghiệm hơn cả Anmoes Ali với 29 lần qua đội tuyển quốc gia và có được 7 bàn thắng. Quang Hải, cú đá ngay. Một quyết định không hề vội vàng khi Quang Hải đã nhìn thấy thời cơ của mình. Chân sút của chúng ta đã quan sát. Đúng là không có nhiều lựa chọn cho Quang Hải ở pha bóng vừa rồi. Hasim Ali. Cách mà chúng ta phòng ngự khiến cho đối thủ dù rất muốn đẩy cao tốc độ nhưng cũng không thể.
Đúng là như vậy, vì chúng ta luôn có hai cầu thủ Công Phượng và Phan Văn Đức sẵn sàng áp sát bên phần sân của đội bạn. Đây cũng là cách để ngăn cản những đường truyền dài được thực hiện rất nhiều tại giải đấu lần này của U23 Qatar. Maribo, Afif, đó là bộ ba cầu thủ rất nguy hiểm bên phía U23 Qatar. Akram Afif, và xử lý rất hay của Phạm Xuân Mạnh, chạy cắt mặt được cầu thủ đối phương, khiến số 13 của Qatar buộc phải đẩy người từ phía sau. Xuân Mạnh đã mang đến cho chúng ta sự yên tâm khi mà Văn Hậu không thể ra sân vì chấn thương. Quả bóng vừa rồi cho thấy là Xuân Mạnh ngoài sức mạnh thì cũng chơi bóng đầy khôn ngoan. Cho tới lúc này thì bất kỳ cầu thủ nào được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng cũng đều phát huy hết khả năng của mình. Quang Hải, đường truyền chính xác cho Công Phượng, phía trong là Phan Văn Đức. Công Phượng, đội bạn áp sát quá nhanh và quá đông. U23 Qatar có nền tảng thể lực tốt. Bóng Tây Á đang cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ là đội duy nhất toàn thắng đến lúc này. Chúng ta đã đứng vững được trước sức ép của cao thủ U23 Qatar 20 phút. Và cũng đã có những tình huống khiến đối phương gặp khó khăn. Akram Afif, U23 Qatar đang chủ yếu tấn công trung lộ. Dù không có quá nhiều thời gian, nhưng rõ ràng là U23 Việt Nam đã có một sự chuẩn bị kịp thời và chính xác trước một đối thủ có phương án tấn công hoàn toàn khác. Asim Maribo, Akram Afif, luôn là những đường truyền dài lên phía trên như vậy. U23 Qatar đã hai lần ghi bàn từ những tình huống như thế và họ đang tự tin để tiếp tục thực hiện một phương án tấn công quen thuộc. Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Quang Hải cũng là top những cầu thủ thường xuyên phối hợp với nhau nhiều nhất trong trận đấu gặp U23 Iraq. Bên cạnh những pha phối hợp giữa Xuân Trường và Đức Huy cũng như Xuân Trường và Văn Thanh, quá hay. Pha xử lý cực kỳ nhịp nhàng của Đức Huy. Phan Văn Đức không được. Đó là điều mà chúng ta khiến mọi đối thủ phải e dè. Ngay cả khi có muốn dâng hết đội hình lên cũng không dám. Đúng là như vậy, dù kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn chúng ta, nhưng bên phần sân của mình thì U23 Qatar vẫn luôn có ít nhất là 4 cầu thủ trước khung thành của Al Bakari. Chúng ta đang theo dõi hai đội tuyển trẻ của Việt Nam và Qatar đối đầu với nhau. Trong quá khứ thì bóng đá Việt Nam và Qatar cũng đã có không ít lần đối đầu với nhau. Công Phượng, một mình Công Phượng bị kẹp giữa hai hậu vệ bên phía U23 Qatar. Và tốc độ của Phượng ở tình huống này cũng chưa đủ để có thể tạo ra bất ngờ. Bộ đôi trung vệ của U23 Qatar là những người tranh chấp rất mạnh mẽ. Đặc biệt là số 15, Bassam Al-Rawi.
U23 Qatar cũng lui về với số lượng rất đông cầu thủ bên phần sân nhà. Xuân Trường, hai cầu thủ bao vây Xuân Trường khiến cho đội trưởng của chúng ta không thể có được một tư thế chuyền bóng tốt nhất. Hashim Ali. Hashim Ali là cầu thủ nâng tỷ số lên 3-0 cho Qatar trong trận tứ kết với các cầu thủ U23 Palestine. Sau đó thì U23 Qatar đã có phần chủ quan và để cho đối phương ghi được hai bàn thắng liên tiếp, đồng thời khiến cho những phút cuối của trận tứ kết trở nên vô cùng kịch tính. Duzane, Đức Huy, Quang Hải, rất hay Văn Thanh, bóng đến vị trí của Công Phượng. Số lượng cầu thủ phòng ngự của đội bạn quá đông. Quang Hải cũng một bóng chính xác phần bên phía cánh phải cho Xuân Mạnh. Người chiến thắng ở pha bóng đối đầu vừa rồi là Đỗ Duy Mạnh trước cầu thủ rất nhanh và khỏe Anwes Ali. Để chiến thắng trong những tình huống như vậy đòi hỏi chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Cú phát bóng của Xuân Trường, Cao Phương. Cú treo bóng của Xuân Trường đã tạo ra không ít thử thách và khiến cho trung vệ Barca Marouy không có được một tình huống xử lý tốt nhất. May là trong tình huống đó thì An Bakri đã kịp thời băng ra. Xuân Trường đang phát huy được sở trường của mình là những đường chuyền dài chính xác, những đường chuyền mang tính chiến thuật rất cao, khiến cho hàng phòng ngự của U23 Qatar cho tới lúc này đã có khá nhiều phen rối loạn. Anwes Ali. Ali vẫn là các cầu thủ Qatar. Hashim Ali, bóng đã đi hết đường biên ngang. Từ truyền thông cho tới ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Qatar đều không ai đánh giá thấp U23 Việt Nam, họ đều dành cho chúng ta một sự tôn trọng rất lớn. Và những diễn biến ở trên sân cũng chứng tỏ điều đó. U23 Qatar kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động mở những đường bóng về phía khung thành của Tiến Dũng nhưng vẫn duy trì số lượng đủ đông bên phần sân nhà. Vẫn là một cuộc thử thách và vẫn là một cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên. Có cảm giác trong những cuộc đấu như vậy thì đội bóng nào bền bỉ hơn sẽ là đội bóng có được thành tích. Quang Hải, đó là Đức Huy. Chúng ta đang dần gây sức ép trở lại với đối thủ của mình. Anh Dũng có thấy một trong những điểm bất ngờ cho đến lúc này trong cách vận hành của chúng ta là Đức Huy lại có thiên hướng đá chết sang bên phía cánh phải và Quang Hải thường đá gần vị trí của Xuân Trường. Đúng như vậy, từ đầu trận đấu thì Đức Huy liên tục di chuyển sang bên phía cánh phải. Nhưng đó cũng là một cách để giảm tải sức ép cho tuyến dưới, khi mà chúng ta đều biết là các cầu thủ U23 Qatar rất mạnh ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ, tức là cánh phải của chúng ta. Đó là nơi mà Akram Afif, cầu thủ số 10 rất khéo léo cùng với Anwes Ali cũng thường xuyên dạt sang, tạo nên những đợt tấn công cực kỳ nguy hiểm bên phía cánh trái. Pha va chạm giữa Xuân Mạnh và Akram Afif. Hashim Adibo. Akram Afif. Duzande. Rất hay. U23 Qatar quả rất mạnh với những tình huống tấn công bên phía cánh trái khi nơi đây chiếm tỷ lệ tới 42% những tình huống tấn công của họ ở 4 trận đấu đã qua. Trung lộ chỉ có 27% và cánh phải chiếm tỷ lệ 31%.
sẽ lại là một trận đấu mà thử thách dành cho các hậu vệ biên của chúng ta là rất nhiều. Điều đó thể hiện rất rõ với những lần hoạt động vất vả của Xuân Mạnh. Amos Ali cũng đang chấp nhận đá thấp để hút cầu thủ của chúng ta. Sự áp sát kịp thời khiến cho U23 Qatar buộc phải trả bóng về phần sân nhà. An Muhaza, Hasim Ali. Một trong những đòi hỏi rất lớn dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo là các cầu thủ của chúng ta phải giữ kỷ luật, luôn giữ một cự ly đội hình không thay đổi. Thêm một pha bóng quen thuộc của đội bạn và vẫn là một tình huống cắt bóng đã thấy nhiều lần ở trận đấu này được thực hiện bởi Duy Mạnh hoặc Đình Trọng. Uzane vẫn là những pha tấn công bên phía cánh trái của U23 Qatar. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý của mình có lẽ đang nghiên cứu rất kỹ cách chơi của U23 Qatar. Nên hôm nay ông có lý khi đẩy Đức Huy hơi chếch sang bên phía cánh phải hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Hai phần ba thời gian của hiệp một trận đấu đã trôi qua. Hiệp một trận đấu bắt đầu bước vào khoảng thời gian ghi bàn hiệu quả nhất của U23 Qatar. 15 phút cuối của hiệp đấu đầu tiên họ đã có 4 bàn ở 4 trận đấu đã qua. Và chúng ta cũng sẽ phải đặc biệt tập trung vào khoảng thời gian này. Asimaribo. Uzane. Cầu thủ này là một trong những người cũng đã cùng với U19 Qatar đăng quang ở giải châu Á cách đây 4 năm. Lại là sự thông tin liên lạc ở trên sân giữa các cầu thủ. Các bạn có thể nghe rõ tiếng chỉ đạo của Duy Mạnh bỏ bóng để Xuân Mạnh không còn tham gia vào tình huống vừa rồi. Thường xuyên giữ được mối liên lạc trên sân là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo luôn yêu cầu trong mỗi buổi tập của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đó là cách để chúng ta giữ được cự ly đội hình tốt. Và khi cự ly đội hình tốt thì nó giống như một khối hướng theo quả bóng vậy. Trái bóng đi đâu thì khối đó sẽ di chuyển theo hướng như vậy. Và gần như là không bị tách rời. Anraoui. Tarek Salman. Có 5 cầu thủ Qatar đang thi đấu ở nước ngoài và Tarek Salman là một trong số đó. Để phục vụ cho sự hiệu quả của học viện Espai thì Qatar thậm chí mua luôn 2 câu lạc bộ, một của Bỉ và một của Tây Ban Nha, để làm nơi cho các cầu thủ của học viện thi đấu. Đó là câu lạc bộ Leonesa của Tây Ban Nha và UPEN của Bỉ. Cùng với đó thì học viện Espai còn liên kết với câu lạc bộ Leeds United của Anh. Rõ ràng là với tiềm lực tài chính rất mạnh thì Qatar không thiếu gì cách để giúp nền thể thao và đặc biệt là bóng đá của nước mình trở nên mạnh mẽ ở châu Á. Akram Afif. Chúng ta đang rất cố gắng chia cắt mối sợi dây liên kết giữa số 10 Akram Afif và Anwes Ali. Tiền đạo số 19 rất nguy hiểm. Vẫn là một pha bóng chắc chắn của Bùi Tiến Dũng. Và chúng ta đã thấy một phần nào khuôn mặt của ông Felix Sanchez.
đó là một biểu hiện cho thấy là đội bóng của ông đang gặp phải những thách thức không hề nhỏ cho những phương án tiếp cận cầu môn của chúng ta. Tarek Saman. Akram Afif. Văn Thanh. Quang Hải. Rất khéo. Bóng ở trong chân Quang Hải. Afif. Và phạm lỗi của Phạm Xuân Mạnh. Đây cũng là một vị trí đá phạt mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò của mình ít phải trải qua. Nhưng rõ ràng áp lực vừa rồi đã khiến cho Xuân Mạnh buộc phải thực hiện một pha ngăn cản. Trung vệ Bassam Arawi là người thực hiện quả đá phạt. Đó là một quyết định đá thẳng. Và Tiến Dũng vẫn bình tĩnh để giải nguy. Bộ tứ vệ của U23 Qatar gần như không thay đổi từ trận đấu đầu tiên cho đến trận đấu này là trận đấu thứ 5 của họ. Vẫn là Salman Arawi ở trung tâm, Almuhaza ở bên phía cánh phải và Van Bakrek ở bên phía cánh trái. Tiến Dũng. Duy Mạnh. Xuân Mạnh. Xuân Trường. Maribo. Tarek Salman. Cho tới lúc này U23 Qatar đã ghi 7 bàn thắng, còn chúng ta đã có 5 pha lập công của chúng ta được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau, đó là Quang Hải, Hà Đức Trinh, Công Phượng và Phan Văn Đức, trong khi các cầu thủ U23 Qatar mới chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn. Riêng Almoes Ali đã có 5 bàn thắng. Thêm một quả phạt nữa cho các cầu thủ Qatar. Có những tính toán từ U23 Qatar trong tình huống đá phạt này. Người đứng trước bóng là Akram Afif. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trận đấu thứ hai liên tiếp chúng ta phải đối mặt với một quả penalty. Và trận đấu thứ ba tại giải đấu lần này chúng ta phải đối mặt với tình huống như vậy. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Singapore, ông Taki. Hy vọng rằng Tiến Dũng sẽ phát huy những phẩm chất của mình. Nếu tính cả pha cản phá thành công của loạt sút luân lưu trước U23 Iraq thì Tiến Dũng đã có 2 pha cản phá penalty thành công tại giải đấu năm nay.
Afif sẽ là người thực hiện quả đá cho U23 Qatar. Afif và Tiến Dũng. Vẫn có bàn thắng cho U23 Qatar. Đó là một cú đá rất tốt. Cái thở phào của huấn luyện viên Felix Sanchez khi những nỗ lực tấn công bất thành của họ đã được giải quyết bởi một tình huống cố định. Mặc dù Tiến Dũng của chúng ta đã đoán được đúng hướng sút của đội bạn, nhưng đó là một cú đá quá tốt. Văn Thanh. Tiến Dũng. Phút 40 của hiệp 1. Các cầu thủ chúng ta lại đứng trước thử thách khi đối phương đã vươn lên dẫn. Bàn thắng mở tỷ số ngày hôm nay là pha lập công thứ 5 trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1 của U23 Qatar. Văn Thanh có hai quả bóng ở trên sân. Pha bắt lỗi quả penalty vừa rồi thực sự là một quyết định chưa thực sự rõ ràng của trọng tài người Singapore. Duy Mạnh. Đình Trọng. Đỗ Duy Mạnh. Quang Hải. Thủ môn của đội bạn đã phải băng ra. Vẫn là các cầu thủ của chúng ta. Quang Hải. Lỗi rồi. Tại sao không thổi phạt vào đấy? Ngay lập tức thì ống kính đã hướng tới vị trí của ông Taki. Máy quay đã hướng tới vị trí của trọng tài người Singapore. Xuân Mạnh. Vẫn là chúng ta. Quang Hải. Đỗ Duy Mạnh. Lúc này thì chúng ta đang rất muốn xem lại tình huống làm chậm pha bóng mà Quang Hải đã ngã ở ngay sát vạch 16m50 của U23 Qatar. Xuân Trường. Bùi Tiến Dũng. Xuân Mạnh. U23 Việt Nam đang đẩy cao tốc độ. Cơ hội. Vẫn còn Cao Phương. Cao Phương. Ngoắt lại đi. Một tình huống tranh cướp bóng rất chủ động. Đình Trọng.
chúng ta đã có được những cơ hội nhất định trong ít phút vừa rồi. Phan Bá Đức. Đây là tình huống mà Phan Văn Đức đã bị truy cản và chúng tôi cho rằng đó là một quả đá phạt. Chắc chắn phải là một quả phạt. Có thể hiểu được sự bức xúc của ông Park Hang-seo. Nếu như trọng tài đã có thể thổi penalty trong tình huống áp sát của Tiến Dũng thì phải thổi phạt quả bóng mà rõ ràng là trung vệ của đội bạn đã ngăn cản ngay trước mũi giày của Phan Văn Đức. Ống kính truyền hình đã có những thông điệp riêng, đó là trọng tài FIFA. Tarek Salman. Arawi. Đạo diễn hình của trận đấu này ngay sau tình huống trọng tài Taki không nổi còi đã ngay lập tức lựa chọn hình ảnh của trọng tài này và sau đó còn lia cận vào dòng chữ FIFA trên ngực của trọng tài Taki. Chỉ có một phút bù giờ trong hiệp 1. Tarek Salman. Xuân Mạnh. Akram Afif. Maribo. Một pha bóng khẩn trương của Bùi Tiến Dũng. Xuân Trường, Đức Huy, vẫn là Đức Huy, Văn Thanh, được chuyền cho Công Phượng, ý đồ của chúng ta là rất tốt nhưng trong những tình huống như vậy thì khi phải đối mặt với các trung vệ có chiều cao quá tốt của đội bạn khiến cho thử thách dành cho Công Phượng là rất lớn. Mặc dù chúng ta đã để cho đội bạn có được bàn thắng mở tỷ số từ một quả penalty, nhưng thế trận sau bàn thua của U23 Việt Nam là tương đối khởi sắc. Và hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ vẫn giữ thật tốt tinh thần để bước vào hiệp đấu thứ hai.